Bật mí tiền mừng trong những đám cưới tiền tỷ của sao Việt có khi chỉ được 200.000 đồng. Đằng sau những đám cưới với chi phí tiền tỷ của sao Việt là muôn vàn kiểu mừng tiền đám cưới của các sao đến dự. Có người hài hước tuyên bố mừng 200.000 đồng, có người lại chịu chơi mừng tới 20 triệu đồng. Đám cưới Lâm Khánh Chi đăng đàn tố khách dự đám cưới không đem tiền mừng. Đầu tháng 1/2018, Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý từ dư luận khi tổ chức hôn lễ với bạn trai Phi Hùng. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, nữ ca sĩ đã đặt may 4 bộ váy cưới, đại tiệc ở nhà hàng hạng sang thành phố Hồ Chí Minh. Mức độ hoành tráng rình rang không thua kém bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào trong showbiz. Lâm Khánh Chi cho biết, trước khi diễn ra tiệc cưới, cô chỉ gửi khoảng 500 thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, khi hôn lễ được diễn ra, số lượng khách mời có mặt tại tiệc cưới bất ngờ tăng vọt lên 650 người, khiến cô phải đặt gấp thêm 13 bàn tiệc. Tuy nhiên, sau khi hôn lễ kết thúc và tổng kết tiền mừng cưới từ các khách mời đến dự, người đẹp tá hỏa phát hiện cô chỉ nhận được khoảng 350 phong bì. Nữ ca sĩ cho biết thêm, vì thấy con gái tài chính khó khăn, nay lại lộ vốn vì đám cưới, ba mẹ của Lâm Khánh Chi đã cho cô thêm để bù lại khoản tiền đã mất. Đám cưới Trấn Thành Harry Won thu trang lộ 8 triệu đồng tiền mừng cưới. Ngay khi nhận được lời mời, 300 quan khách tới dự ngày vui của Trấn Thành Harry Won được thông báo trước việc mang theo thiệp mời để quy đổi thành phiếu rút thăm trúng thưởng. Đúng như lịch trình, khi các nghi lễ chính thức được tiến hành xong, cô dâu chú rể đã xuống dưới phía sân khấu để giao lưu cùng bạn bè, đồng nghiệp. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Thu Trang khi nữ danh hài kim diễn viên sinh năm 1984 nhận được phong bao lì xì với nhiều tờ 500.000 đồng bên trong. Sướng rơn, vì đi ăn cổ còn có quà to mang về, Thu Trang không giấu nổi sự phấn khích và lên trang cá nhân khoe về chất lượng của phần ruột bên trong phong bì. Theo đó, vợ danh hài Tiến Luật nhận được 2 triệu đồng. Thế nhưng điều đáng chú ý là bên dưới bình luận, một người bạn hỏi Thu Trang câu tế nhị rằng lỗ 8 triệu hả? Nữ danh hài bấm like và viết hay vậy ta, như ngỏ ý khen dự đoán đúng của người bạn. Nhiều người dự đoán vợ chồng Thu Trang Tiến Luật đã bỏ phong bì 10 triệu đồng mừng đám cưới Trấn Thành Harry Won và nhận được 2 triệu bù lỗ. Đám cưới khắc Việt không quên nhắc khách mời nhớ bỏ phong bì. Rụt rịch thông báo từ cuối năm ngoái, đến nay đám cưới của nam ca sĩ khắc Việt và bạn gái xinh đẹp Thanh Thảo diễn ra trong sự chúc phúc của đồng nghiệp và người hâm mộ. Theo đó, sáng 11 tháng 3, giọng ca Anh Khác Hay Em Khác đã tổ chức lễ ăn hỏi. Đám hỏi gây chú ý không chỉ bởi cô dâu chú rể, mà có một dàn nam bê tráp điển trai nổi tiếng. Sau lễ ăn hỏi, khắc Việt đã đích thân chuyển thiệp cưới của mình đến tay đồng nghiệp và những người bạn thân thiết. Một người bạn đã đăng tải tấm thiệp cưới của nam ca sĩ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bất ngờ về độ lầy lội của vợ chồng Thanh Thảo khắc Việt khi đã có ý tưởng độc đáo cho tấm thiệp cưới của mình. Khác với thiệp cưới truyền thống, tấm thiệp mời trên bàn của khắc Việt được thiết kế như một chiếc vé máy bay hạng thương gia của hãng hàng không Việt Thảo Airlines. Khắc Việt đưa ra yêu cầu đối với khách mời tham dự đám cưới: khách mời đến trước 30 phút. Thứ hai là khi đến cần xuất trình thiệp mời, sẽ có người dẫn khách vào vị trí ngồi đã sắp xếp trước. Đặc biệt hơn là nam ca sĩ cũng không quên nhắc khéo khách mời vấn đề quan trọng, đó là bỏ phong bì và ăn no nê. Đám cưới Lâm Vĩ Dạ tố tình cũ mừng cưới 200.000 đồng. Câu chuyện hài hước được Lâm Vĩ Dạ đưa ra tố tình cũ là anh Đức trong chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Trong chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã hội ngộ tình cũ anh Đức khi cùng đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Từ phút đầu chạm mặt, Lâm Vĩ Dạ tỏ ra không vui và liên tục chặt chém tình cũ. Cô cho hay, lý do liên tục chặt chém tình cũ là vì tại vì mình vẫn còn mối hận với anh Đức, ngày xưa lúc chia tay rồi thì vẫn làm bạn. Vì vậy đám cưới mình vẫn mời, nỡ lòng nào người yêu cũ mà đi đám cưới có 200.000, quen một năm trời đám cưới đi có 200.000. Sau đó anh Đức liền phản bác cho rằng Lâm Vĩ Dạ dựng chuyện vì hôm đó anh không đi. Anh nói thêm, không đi nên mừng 200.000, nếu ăn thì sẽ mừng 250.000. Đám cưới Khởi My, các Phượng tiết lộ mừng tiền tới 20 triệu đồng. Một trong những đám cưới gây bất ngờ nhất của sao Việt đó chính là đám cưới Khởi My Kevin Khánh. Bởi trước đó cả hai được xem như hai người bạn thân thiết, rất nhiều sao Việt cũng tỏ ra ngỡ ngàng, nhưng cũng không quên chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Riêng diễn viên Cát Phượng ngoài lời chúc mừng trên Facebook thì còn bật mí rằng sẽ mừng cưới Khởi My 20 triệu đồng. Mới nghe đến số tiền lớn như thế này, nhiều người đã giật mình, phần nào ngưỡng mộ sự hào phóng của bạn gái Kiều Minh Tuấn. Khởi My Kevin Khánh và Cát Phượng thân thiết qua chương trình Lớp Học Vui Nhộn. Cát Phượng có lẽ là nghệ sĩ đầu tiên thẳng thắn công khai số tiền đi mừng cưới.